Chị, hôm nay cũng như thường lệ mình làm cái chương trình săn sóc da mặt tại nhà. Hôm nay mình sẽ làm về mặt nạ, mà mình thường thì mình hay làm về mặt nạ bùn, bởi vì mình rất là thích loại mặt nạ bùn. Nhưng mà trước khi mình làm cái loại mặt nạ bùn, mình sẽ rửa mặt. Thì mình sẽ nói sơ qua về một cái loại mà rửa mặt mới nhất, đó là một cái công nghệ rất rất là mới. Hiện tại thì không phải là ai cũng đang sở hữu cái này, nhưng mà mình lucky là mình đang được sở hữu cái máy Lumi Spa này ha. Thì tại sao mình nó đặc biệt? Bởi vì chỉ cần một công nghệ, hai tác dụng, bảy hiệu quả. Chị muốn chị nói giùm em cái hai cái hiệu quả là gì, hai cái tác dụng là gì chị? Chị chia sẻ cho mọi người chị ha. Làm cho sạch da với lại mịn màng. Dạ đúng rồi chị. Chỉ cần làm sạch da là cái tác dụng thứ nhất. Cái tác dụng thứ Với hai, lại nó massage nữa. và giúp cho cái da Lúc mình nó tái tạo massage cho cái cái làn da của mình. Thì sau khi mà mình rửa xong á, tại vì ở đây phần đông là mình đã rửa, hôm nãy mình đã rửa rồi, thì rửa khoảng mất chỉ có 2 phút thôi, thì sau đó mình thấy cái da mình nó sẽ rất rất là sạch, rồi mình sẽ thấy là nó mịn mà nó mềm, nó sáng ra, mà nó làm cho cái cơ mình nó căng lên. Thì bây giờ sau khi mà xong cái phần mà mình rửa mặt thì mình sẽ làm cái mặt nạ bùn. Cái đây là cái loại mà facial marine mud mask, mặt nạ bùn là chất bùn thiên nhiên, rất là có hiệu quả. Mình chỉ nghĩ là mặt nạ thôi, nhưng mà khi tại sao nó rất là đặc biệt, mà cái mặt nạ này nó rất là phổ biến không phải ở Mỹ mà ở tất cả mọi, gần như là những cái nước mà về nhiệt đới, chẳng hạn như Việt Nam mình rất là chuộng loại này nha. Cái loại mặt nạ này, mặt nạ bùn, nó tới 50 loại khoáng chất, cho nên khi mà mình, cho dù mình rửa mặt xong mình nghĩ là sạch rồi, mặc dù mình rửa cái mặt này rất là tốt, nhưng mà mình vẫn cần cái khoáng chất để lại trên cái da của mình. Thì đây là mặt nạ bùn, thì làm rất là đơn giản như mình nha. Bỏ vào cái chén, dùng cái cọ, rồi bây giờ mình bắt đầu mình để nè, mình chỉ để lên thôi. Thì cái này theo như mình biết á, thì nếu như mà cái da mặt mình càng dầu á thì nó sẽ lâu khô hơn, còn nếu da mặt của mình là da mặt thường á, thì nó khô rất là nhanh. Chị Phấn ơi, chị Phấn xài cái này bao lâu rồi? xài gần năm rồi. Wow, gần 1 năm rồi. Chị thấy nó như thế nào chị? Nhất là yêu thích nó. Good. Hả. Yeah. Nó làm cho mình sáng da, mịn mịn da nữa. Mà sạch Yeah. nữa. Đi đi chiết dầu luôn. Yeah. Ok chị, thì đó, nó rất là sạch luôn, nó lấy cái chất dầu của mình. Thật ra khi mà những người mà bị cái da mặt dầu mà khó trị đó, xài cái này một thời gian sẽ thấy khác hẳn, mình không bị đổ dầu một cách như là vô lý nữa. Chắc chắn là da mặt của mình sẽ cần dầu rồi, nhưng mà những khi cái chất dầu nó tiết ra nhiều quá thì nó lại không tốt, nó sẽ bị làm mụn, nó sẽ làm cái mặt của mình giống như là mặt dầu, mà khi mình đánh cái make up này kia lên á, nó rất là mau trôi. Nó không có Cái bán. này ái hoa, đố ái hoa, đoán được chị sắp nói cái gì? Cái này ngoài cái mặt nạ bùn này sạch da, sáng da, mịn da, thì ngoài ra cái điều gì mà rất là chị hay chia sẻ lắm, nó rất là, và chị rất là thích đó, cho nhà chị, đố ái hoa nhớ chị nói cái gì? Ái hoa miêu rồi, ái hoa ơi, ái hoa miêu rồi. Ồ, em nói cái này nó cứ cho mấy trẻ em mà tuổi vị thành niên á, tuổi mới lớn á. Nhưng mà nó cũng nó vừa cứ cho da nó mà không có làm, không có bị mụn nó chị. Tại tuổi tuổi nhỏ đôi khi nó ham đi học rồi nó ham chơi rồi đôi khi nó rửa mặt không kỹ. Cái mặt nó dơ rồi chất dầu nó tiết ra nó làm cho cái mặt nó mụn dễ hơn là những người lớn. Sinh ra cái này nó rất cứ cho cái tuổi trẻ. Yeah, thank you, Đổ I mồ hôi nhiều. Dạ, tại vì mình có mấy đứa con ở cái tuổi vị thành niên đó, cho nên khi cái tuổi nó mới lớn á, đứa nào lấy da mặt dầu mà còn bị mụn á, cho nên mình hay sử dụng cho con mình lắm. Đặc biệt ba đứa con của mình nó rất là thích cái loại này. Rửa xong mình hỏi là sao, nó cảm thấy thích, nó giống như là nó thấy sạch, nhưng mà nó không có bị khô da. Thì bây giờ như mình đã thấy ha, cái này sau khi mà nếu mà da mình mặt dầu á thì nó hơi lâu khô, còn nếu như da mặt mình
gọi là da bình thường thì nó rất là mau khô. Bây giờ thì da mình cũng sắp sửa khô rồi, mà như cái này đó thì mình nên rửa, nó vừa khô là mình nên rửa đi, đừng quá lâu, đừng để nó quá khô. Rất là đơn giản, mặt là bùn. Mặt là bùn à, nó khác, tại vì khi mà mình làm nó có hiệu quả, mình sẽ thấy ngay lập tức liền. Rồi mình xong rồi đó. À, mình xong mình cũng đi rửa mặt thôi. Rồi sau khi mình bây giờ mình phải chờ cho nó khô. Dạ. À, chị phấn với chị muối, à, chị có hay xài cái này cho ở ngoài tiệm của chị không chị? Dạ. Nhất là mấy người teenager đó, thích lắm. Dạ, yeah. Wow. Cũng có, nhưng mà teenager nó bị mụn đó. Thành ra mình làm nó thích lắm. Lúc mà nó rửa xuống nó rất là mạnh, giờ cái mụn nó cũng thấy dịu xuống luôn. Dạ. Yeah. Thì... lần đầu tiên nó xài đó, dịu xuống luôn, đó, bên nó thích lắm. Yeah. Mấy bà lớn tuổi cũng thích lại nó xong rồi vuốt hoài, giờ cái mặt hoài. Dạ. Yeah. That's why mà cái này không phải là xài ở nhà không, mà mình thấy là nếu mà như là mình có tiệm nail đó, hay mình có cái đại khái là salon đi, thì mình mình đem vào trong tiệm mình xài mà khách nó lại thích, mà rất là dễ xài, có hiệu quả rất là mau. Yeah. Đúng rồi. Dịu xuống luôn, bên nó thích lắm. Yeah. Thì bây giờ mình cũng sắp sửa khô rồi. Yeah. Thì mình chỉ có rửa mặt thôi. Mà thường thường mình biết như thế này, cái này rửa mặt nó không có bị dơ, nó không có bị, mình nói là messy á. Cái này nó không có messy. Úp, da mặt mình cũng khô rồi. Chị... à, cho mình đi rửa mặt trước nha. Trong lúc mình chạy đi rửa mặt á, Ái Hoa à, chia sẻ thêm về cái này cho mọi người, Ái Hoa nha. Nè. Em yêu. Cái chỗ này là những cái vùng nó đã khô rồi nè. Thì cái mặt mình là da dầu, ngày xưa cái mặt mình da dầu, mình cái chỗ là mũi nó hay bị dầu lắm. Chỗ khô chỗ dầu già là đắt, nên mình là da combination đó, da hỗn hợp. Cho nên khi mà mình đắp cái này thường xuyên đó, thì mình còn bị da dầu nó. Thường thường ngày xưa mà mỗi lần mà mình ra răng, mỗi ngày mình mới lotion vô chút xíu, mình thấy cái mặt mình nó nóng lưỡng à. Nhưng mà khi mà mình đắp mình là thời gian giờ cái mặt mình không có bị giống vậy nữa, nó bình thường, nó trở lại normal, nó không bị bóng nữa. Với thêm khi mà mình đắp cái mặt nạ này, những anh chị em nào mà bị mụn hoặc bị lỗ chân lông to, thì khi mà cái lỗ mũi nó bắt đầu khô dần dần, thì mình sẽ thấy từng cái lỗ nó hút cái dầu, mình thấy cái lỗ quanh lỗ mũi nè. Cái chỗ nào, những cái chỗ thì nó khi mà nó hút ra, nó làm cho sạch cái lỗ chân lông, thì cái lỗ chân lông mình nó sẽ khô lại. Ủa chị Chính khó rồi, tại hồi nãy em đổ ra hơi bị nhiều rồi, em đổ xong quét thêm lần nữa cho nên nó hơi bị dày. Đúng rồi, nếu mà cái này mình chỉ cần đánh mỏng thôi, thì đánh dày, tại vì mình lỡ để ra dày thì mình đánh dày lên thôi. À, chỉ cần đánh mỏng lên là mình sẽ thấy cái hiệu quả của nó. Thì sau khi mình rửa mặt xong mình thấy nó mịn lắm. Đó mà tại sao mà cái tiệm của chị Phấn chỉ muốn mang vô xài cho khách, bởi vì nó rất là mau. 5 phút sau là 5 phút đã xong rồi, mà khi xong rồi người ta thấy nó rất là sạch. Thì cái loại mặt nạ bùn này mình nên biết á, những cái mà thắc mắc á, cứ inbox cho tụi mình cái cách sử dụng như thế nào, cái cách order như thế nào hữu hiệu nhất, thì mình sẽ hướng dẫn cách làm, mà rất là dễ làm, mà rất là dễ order. Cứ liên lạc thẳng với Ái Hoa, với chị Phấn, chị Muối ở đây, tụi mình sẽ hướng dẫn mọi người. Và nếu như mà ai có mặt nạ bùn sẵn thì cũng nên tham gia vô đắp nạ, mặt nạ bùn với mình. Cái này rất là tuyệt vời. Trong ở tiệm nail họ vừa retail vừa làm thêm trong tiệm, rất là tuyệt vời để mình có thêm cái service. Tại vì mình cũng dùng từng đó square feet, nhưng mà mình có thể kiếm thêm thu nhập để mình đỡ cái công lao động vất vả, không? Ví dụ mình retail được một cái mình cũng có lời, nó cũng đỡ lắm. Thì rất là nhiều tiệm nhau có thu nhập rất là tuyệt vời khi mà họ retail thêm những cái sản phẩm này trong tiệm, hoặc là làm thêm những cái service này trong tiệm.
tại đôi khi mùa đông khách nó chậm đi thì khách nó có khi thời mình có thời gian thì mình sẽ mời khách làm thêm cái service này. Cảm ơn Ái Hoa. Thì đó là thứ nhất là mình mang cái service vô trong tiệm để mình làm thêm. Cái thứ hai là mình tăng income khi mà mình sử dụng cái sản phẩm này để mình bán lẻ trong tiệm. Bởi vì khi mà họ xài qua rồi họ rất là thích xài thì họ mua đâu, họ đặt mua ngay mình. Rất là tiện lợi cho cả mình và cho cả khách hàng của mình. Rồi thì cảm ơn. Cái nha. Dạ. Tối nay mình có nói qua cái vấn đề dưỡng da không Ái Hoa, hay là mình chỉ nói qua cái này cho mọi người chia sẻ? Thôi bây giờ cho mọi người biết là hai cái vấn đề dưỡng da của mình là cứ mỗi tuần mình nên đắp thường xuyên, cái này hai lần, hoặc cái da người nào mà xấu quá mình nên đắp ba lần. Còn cái này không có hại gì đâu nha, đắp nhiều lần cũng không có hại. Da mặt càng dầu thì dầu nên xài nhiều lần chút. Dạ cảm ơn chị, da mặt càng dầu nhiều thì mình càng nên xài nhiều hơn. Dạ, yeah, tùy theo làn da thôi. Nếu mà da dầu nhiều thì nên xài thường xuyên chút xíu, nó giúp rất là tiện và. Đó là cái mình là vấn đề mà mình chăm sóc da. Vì da dầu mình xài mình rất là thích, nên rất là sạch. Rồi cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi cái chương trình mà mình tự làm đẹp cho nhau. Okay. Mình sẽ gặp lại mọi người ngày thứ 6 10 giờ rưỡi giờ Đông Bắc. Trong chương trình làm facial mình sẽ chia sẻ thêm cái cách làm sao mà chăm sóc da sau khi mà mình đắp mặt nạ. Good night. Bye bye. Good night cả nhà. Bye, em chưa đi rồi mà.